Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thận nè, anh Thận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm lên cái chuồng rồi đó, mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á. Mình liên hệ cho anh Thận nha anh em, anh tư vấn nhiệt tình lắm. Anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dĩa duyên để buôn bán gì hết á. Bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu. Mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được. Buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin, đi bẫy chim rồi các kiểu, lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng đêm lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Đấy. Giờ thì sáng rồi, nó cũng gì lai gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng nên quay cho anh em xem á, chứ lúc chặn dạng là nó về cũng mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lai gai lai gai lai gai. Nó rút gì đó, thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm. Nè, nó rút về nè. Thấy không? Đó. Đó, vô. Nè, nó rút dữ lắm. Cái tiếng này nó rút lắm. Đó, đó, đó. Vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây là cái lò này, lò bên thượng này rất là gọn nhẹ, pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đồ nhất thiết ấy rồi nè. Nè đang hát này không nè. Nè em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè. Rồi im phát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép rồi hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không? Nè, nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi nè. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Nghe mọi người để mình lại đây, em quay cái phần của em của dời cái cho mọi người coi sáng nè. Cũng vô cũng được. Ủa, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ô, con dơi này phải đuổi nó đi. Rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ. Đó phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè. Ngày cá ký á, đây tới trưa em lên hốt đêm phơi là cá ký á. Đó, thấy chưa mọi người. Rất là tốt, phân mình làm chuồng mình ở nhà mình về ra bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lời nói sau cùng cũng cảm ơn Thận nhiều nha anh Thận. Rồi Nhân cũng xin kính chào mọi người, chào anh Thận nha. Thì hôm nay Nhân ra chuồng dơi của Nhân. Thì Nhân có mua một cái máy
ở đây thì gọi là Túc Dơi, ở bên ở trên YouTube bên kênh Săn Bẫy của anh Thận á. Thì Dơi anh về khá là ổn rồi anh Thận ơi. Đây thì anh Thận thấy một tuần mà về được nhiều như vậy là quý lắm rồi anh Thận ơi, rất là đạt luôn anh Thận ơi. Nay thì Nhân để từ sáng giờ thì nó khô nha mọi người, không có gì nha. Thì Nhân có đem cái máy của anh Thận ra đây nè, Nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, Nhân cũng có thử rồi. Đây, Nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà Nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thận và bấm vào kênh Săn Bẫy ủng hộ anh Thận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6 giờ rưỡi rồi, Dơi nó cũng sắp ra mọi người. Đó mọi người thấy, nếu mà mình muốn Dơi nó về mau á thì mọi người treo máy của anh Thận là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con Dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông luôn, gần lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu, thì mình cứ gần gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn, một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha. Đấy mọi người thấy, đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây nó ra vô rất là mau luôn. Rồi video thì cũng hơi dài, Nhân xin kết thúc. Thì cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn anh Thận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chúc cảm ơn anh Thận. Thì chúc anh Thận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người, chào anh Thận luôn nha anh Thận ơi.